bạn tôi lại về từ Ấn Độ về để giao cho tôi một số cái hàng sapphire ở đây. Thì tôi sẽ quay cho anh chị xem cái video ngày bây giờ nhé. Hôm nay có rất nhiều hàng có chất lượng cao về nhé. Có một số cái size này nữa, có rất nhiều cái size nhỏ, hôm nay tôi giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nhé. Lô ruby này là một cái lô ruby mà kích thước nhỏ hơn lô hàng hôm trước nhưng mà màu sắc cũng rất là tuyệt vời và tôi mới lấy về. Anh chị hãy theo dõi, tôi sẽ quay video chi tiết của sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Đây còn một cái lô rất là lớn này đang ngâm trong cồn vì vừa mới cắt xong. Lô này nó khoảng rơi vào tầm 600 carat sapphire nhá. Cái hàng này hàng xanh này. Ở đây là ngọc đục bảo. Cái này ngày mai tôi sẽ quay cho anh chị kỹ hơn nhá. Đây là những viên sapphire mà kích thước khá lớn, nhưng tội là nó sẽ cắt thành một cái rác mới hoàn toàn, không giống với những gì chúng ta hay xem trong thời gian gần đây. Là những cái viên đá này là những viên đá mà mình sẽ nói sau với anh chị nhá. Viên đá file rất là to. Ok. Ở đây tôi có thêm một số cái viên màu này nữa. Thì những cái màu này là những cái màu mà chúng ta rất là yêu quý, rất yêu chuộng và giá rất là đắt tiền. Giá trị tại thị trường quốc tế của màu này nó kích thước lớn lên đến khoảng 2.000 đô, 1-2.000 đô với cái màu bix màu to, kích thước lớn. Còn với những kích thước nhỏ này thì chúng ta sẽ có số lượng tiền nó sẽ ít hơn. Đây, những viên đá vô cùng tuyệt vời. Viên này thì sẽ có một số cái bao thể bên trong nha, anh chị nhìn nó sẽ trông có vẻ là chưa được ổn hẳn so với những cái viên cao cấp của chúng ta. Tuy nhiên là màu sắc rất là tốt, màu sắc khá đẹp, quá đẹp luôn. Theo mà hôm nay chúng ta về đó là hàng sapphire xanh. Hàng sapphire xanh này thì gần đây chúng ta gặp rất là nhiều rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ chữ về đây. Tôi sẽ đổ ra một cái khay ví dụ cho anh chị xem nhá. Ví dụ cái lô này thì màu sẽ như thế nào. Đây là màu sắc của nó. Đây, với những cái viên khoảng 7 ly đây. Anh chị thấy không? Có khủng khiếp không ạ? Với những viên đá như này thì bao nhiêu tiền anh chị có biết không? Tại thị trường Việt Nam, những viên đá này nếu mà mang tên là ruby sapphire Yên Bái, bán cho anh chị không dưới 40 triệu. Đây là một trong những cái túi nó thôi, có chúng ta có rất nhiều túi, ví dụ ta xem thêm cái túi to này nhá. Nó gọi là vô vàn đá luôn. Ấy. Những cái size tầm 5 6 7 ly. Đây là những cái size chưa được lớn lắm anh chị, loanh quanh khoảng 2 carat quay đầu thôi. Thì những cái lô hàng lớn hôm trước tôi đã chuyển về và đã có những cái giấy giám định riêng rồi, còn đây là những cái hàng rời nhá, chưa giám định. Đúng không? Nhỏ có đẹp không ạ? Nói chung là rất đẹp. Thì nói chung là với sapphire, tôi nói đi nói lại rồi, rào cản duy nhất đối với người dùng đó là tài chính, tiền. Chỉ còn không thể nói là không đẹp được. Ok không? Quá là rực rỡ luôn. Bất kỳ một viên sapphire nhỏ nào ở đây chúng ta đều có thể sử dụng được và trang sức nhá. Tất cả luôn đều phải trang sức được. Ruby thì nãy chúng ta vừa xem ba cái file này rồi. Còn rất nhiều cái file nữa, rất nhiều cái túi nữa tôi chưa mở nhá. Chúng ta xem thử một túi nhá. Ví dụ túi này đi. Túi nhỏ nhất. Ok không ạ? Đây, làm bộ. Quá VIP, chỉ quan trọng tiền ở đâu thôi. Làm gì có thể đẹp hơn nữa. Không, đẹp hơn thì có đẹp hơn nhưng mà số lượng mà đều như này thì không có. Ít lắm anh chị. Này. Yêu mấy ông thích ruby, ông đang tìm ruby, mấy ông bán ruby. Nhìn cái lô này ngất luôn. Ok nhá, một lô sapphire chúng ta bỏ qua này. Ruby chúng ta bỏ qua nhá, một chút tôi sẽ anh bạn Minh bạn sẽ check những cái lô hàng này. Tiếp theo chúng ta đến với một số cái hàng mà chúng ta vừa mới đầu video đấy. Chúng ta có cái hàng sapphire cắt theo kiểu rác mới. Thì ở đây tôi có tất cả là khoảng 6-7 túi. Chất lượng ok không? Chất lượng quá xịn luôn. Sáng thì gọi là kinh dị luôn.
quá đẹp, sáng nhở. Đẹp không? À, có tất cả 5 túi nhá. Cùng một hộp này nữa là 6. Có đẹp không ạ? Sợ những cái phái này mà làm nhẫn nữ hoặc cái mặt nhẫn nam nhỏ nhỏ mà xinh xinh dạo văn phòng thì gọi là hết nước chấm luôn. Ok, chất lượng thì cũng xem nhau thôi. Chúng ta có tất cả là chỗ này chắc khoảng loanh quanh khoảng hơn cả cái hộp nãy nữa khoảng 200 carat, 200k nhá, là bỏ riêng ra. Ở đây có một loại nữa là chrome dioxide, cái loại này thì chúng ta ít gặp này. Tôi đang cố gắng lấy cái hàng mà nó sáng hơn cho anh chị về bên trên cái sản phẩm, thì cái này tôi có thể lấy cho 1, 2, 3 viên này, tôi lấy cho bạn Vân Anh. Bạn Vân Anh đang cần tìm cái mẫu này làm hoa tai này. Ok, gió này, cái này giống cái màu của Vân Anh nhỉ? Ờ. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Chờ luôn. Sau 2 năm chờ đợi thì đã về cái hàng, bạn nên đợi để bạn làm hoa tai nhá. Ok. Rồi xong. À, cái lô này thì không thèm nói rồi, lô này thì nó là cái gì chị biết không? Sapphire hồng, pink sapphire nhá. Cắt giác kim, sáng rực rỡ luôn. Đẹp như này. Rồi tôi đã show cho anh chị một số cái sản phẩm mà tôi thấy là ok. Còn bây giờ thì tôi sẽ quay kỹ cho anh chị. Ở đây chúng ta có tất cả rất nhiều ruby nhá. Rất nhiều là ruby. Ở đây là có 2 túi là diamond cut là của Myanmar và một cái của Mozambique. Thì big size, kích thước to. Tôi lấy thử một cái lô khoảng 3 ly rưỡi nhá. Thực tế là ruby không có nhiều anh chị, nó có chỉ có nhiều khi chúng ta tìm kiếm nó và mất thời gian thôi. Như bây giờ là cứ anh bạn của tôi là cứ 3 ngày một lần là đi tới các mỏ xong lại về để tìm kiếm hàng cho tôi là dự trữ trong cái thời điểm mà kinh tế khó khăn như này. Thì một số cái vùng địa lý mỏ là người ta đang không còn tiền thì là chúng tôi đi gom. Và cũng không có quá nhiều anh chị. Ok chưa? Đây là những cái viên ruby khoảng 3 ly đến 3 ly rưỡi. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Màu đẹp nhá. Quá xịn luôn. Đây là cái lô đầu tiên mà trong cái lô hàng mà tôi lấy về hôm nay nhá. Hôm nay tôi quay sơ sơ cho anh chị xem thôi. Thế sau đó thì anh chị sẽ có thể xem tiếp những cái video cụ thể của từng lô hàng một nhé. Đây là cái túi đầu tiên này, túi thứ hai này, túi này thì kích thước có vẻ là nhỏ hơn một chút, thế nhưng mà độ sạch với độ sáng của nó thì cũng không kém một tí nào cả. Đây còn nhiều lắm, tôi quay tạm tạm nha, đây là gọi là đi kiểm tra hàng thôi chứ tôi cũng chưa có quay cụ thể về sản phẩm đâu, này còn là quay cho chị xem trước thôi. Ok không ạ? Hàng này là ổn rồi. Chúng ta không thể yêu cầu chất lượng cao hơn quá nhiều so với cái hàng lô như thế này. Anh chị nghe thấy tiếng của tiền không? Với đá quý thì ruby này hiếm hơn kim cương rất nhiều anh chị. Chúng ta có thể mua kim cương gần như số lượng vô hạn nếu chúng ta có tiền, nhưng với ruby thì không. Ruby thì số lượng nó có hạn anh chị, nó không có quá nhiều như vậy. Mà màu sắc của nó thì nó là màu đem đến cái sự gì đó mà cực kỳ hào nhoáng và cực kỳ đặc biệt. Màu nó đỏ, màu nó đem đến cái sự như kiểu như là cái ánh sáng lên nó rất là hấp dẫn. Nó hơn cái màu trắng rất là nhiều. Kim cương đỏ thì cũng có, kim cương đỏ thì giá trị rất là cao. Lô tiếp theo này. Ô, hình như tôi bị đổ nhầm với lô nào xong lô nào nhỉ?
Mà túi này đâu ra nhỉ? Vừa mới đổ lẫn cái lọ ra xong rồi nào. Thôi rồi ok, cái này tính sau đi. Một cái lô màu sắc khác tốt hơn này. Này. Chị nhìn này. Đẹp không? Cực kỳ rực rỡ nhá. Hôm trước có một bạn bên Sài Gòn, bạn ấy muốn đặt của tôi lấy khoảng một nửa cân ruby, nhưng mà tôi nghĩ là hơi bị hiếm. Bạn ấy hỏi vậy thôi chứ còn mua thì khó, vì giá trị tiền nó rất là cao. Mặc dù mình biết là có thể bạn kinh tế cũng khá, nhưng mà một nửa cân ruby này thì rất là nhiều tiền bạn ạ. Thêm hai cái file ngọc lục bảo nữa. Và quan trọng nhất hôm nay về chúng ta có một cái bộ vô cùng nhiều cái đá này. Đây là đá mix fancy color rất nhiều màu của Sapphire của Sri Lanka. Đến với chúng ta Tahi Game mà chỉ có... Úi xồi ôi. Nhiều anh nha. Nó gọi là quá nhiều luôn. Đẹp không? Ôi, nước chảy mây trôi. Mình nhớ hôm nay hôm qua mình vừa là đọc lại câu chuyện là Phong Vân nên có cái mấy cái trưởng của ông Phong Vân. Lưu Thủy Hành Vân đấy, Sapphire chảy. Cái này nếu mà có nhiều nhỉ, tôi cũng đủ nhiều nhưng mà tôi để ra các túi khác nhau, không để trộn vào. Để trộn vào một cái hộp thì có lại gọi là nó lung linh lóng lánh thì kinh khủng luôn. Không thể nào mà tưởng tượng được. Sáng này. Sợi. Màu sắc bố đời luôn. Dã man. Rồi nha anh em, hôm nay tôi quay sơ sơ một vài sản phẩm ấy thôi. Thế thì bạn Hải bạn sẽ lên video này để giới thiệu anh biết hôm nay hàng về có những cái gì nhá. Ok, cảm ơn anh em, xin chào tạm biệt anh em.